Giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức có chủ đề Linh thiêng nguồn cội đất Tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình nghệ thuật gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 9 tháng 4 tại Hồ Công viên Văn Lang. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao 15 phút, phục vụ đồng bào và du khách về dự giỗ tổ